ba. Chúc mừng năm mới. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ cùng với lại em Phong Bụi đang có mặt tại nhà cô bé Khánh Hưng, bé mà có cái biệt danh là thần đồng đằng sến đó cô bác quý anh chị. Thì cách đây cũng hơn một năm, khi mà Bùi Hồ mới tập làm YouTube á, thì lúc đó cũng tìm những cái hoàn cảnh khó khăn thì mới biết được bé Khánh Hưng. Thì lúc đó thì khi mà tìm hiểu về cái hoàn cảnh bé Khánh Hưng á thì rất là bùi ngùi, khi mà bé chỉ có thông tin về bé thì rất ít. Lúc đó thì bé chỉ mới có 7 tuổi thôi mà có biệt danh là thần đồng đằng sến. Khi đến nhà của bé Khánh Hưng thì mới bỡ ngỡ ra rằng là em ba chị em ruột như thế này nè, sống côi cút không cha, cha thì đã mất khi còn rất nhỏ, mẹ thì lại bỏ đi theo một cái người khác. Thì bé thì được cưu mang bởi ông Sáu, ông Sáu đây là ông Sáu Khánh Hưng, với lại cô Sáu từ bé đến giờ. Nhưng mà các bé thì vẫn được ăn học đến nơi đến chốn. Và để có được cái biệt tài như thế này đó thì ông Sáu là chính là người cha, là người thầy để dạy cho bé Khánh Hưng đến thời điểm này. Và đặc biệt cô bác quý anh chị thấy là cả ba bé đều biết đàn đó nè. Bé Khánh Hưng thì đặc biệt có thể chơi hai loại nhạc cụ, đó là đàn sến và đàn guitar như thế này. Hôm nay thì đến đây thì ngồi kế bên Bùi Hồ cũng là chú có một cái tên đó là kỳ tài Nguyễn Hồng Phước. Với cái biệt tài của chú thì lúc mà mình lên chú lên nhà của chú á, thì lúc đó tìm thì không có số điện thoại, tìm thì cứ bỡ ngỡ, cứ lần mò. Thì khi đến nhà chú á, thì chú không mới biết mình, nhưng mà chú rất là vui và đón tiếp rất là nồng hậu luôn. Thì gọi là kỳ tài Nguyễn Hồng Phước là chú là có một cái biệt tài, đó là chế tạo đàn. Chú gom 7 nhạc cụ, đến có đôi khi là đến 12 nhạc cụ trong một cái cây đàn. Thì lúc đó là con lên chú là quay một cái clip về một cây đàn là thập liên cầm, phải không chú? Thập. Dạ, thập liên cầm. Bây giờ là thập nhị rồi. Là 12 nhạc cụ trong một cây đàn. Thì cô bác quý anh chị xem video clip trước về Bùi Hồ, Bùi Hồ để ở dưới thì sẽ gõ. Và hôm nay thì để tri ân cô bác quý anh chị đã ủng hộ kênh Bùi Hồ cũng như là kênh Phong Bụi, thì ông Sáu Khánh Hưng với lại các bé cũng như là chú kỳ tài Nguyễn Hồng Phước sẽ hòa tấu một cái điệu lý, đó là Lý Tầm Quân, để tặng đến cô bác quý anh chị, cô bác quý anh chị cũng như là một năm mới có đặc biệt có sức khỏe, vượt qua mọi khó khăn để khắc phục một năm đầy biến cố trong năm 2020, để chào đón một năm mới năm 2021. Mời cô bác quý anh chị cùng thưởng thức. Cô bác quý anh chị luôn. Thì chắc tiếp theo đây á thì chú kỳ tài Nguyễn Hồng Phước sẽ có đôi lời gửi chúc Tết đến cô bác quý anh chị. Trước là chú trước đi. Tết ông Sáu. Cảm ơn Bùi Hồ Phong Bụi. Hôm nay để được vinh dự đại diện cho trong anh em tài tử địa phương, thì cũng gửi lời chúc các anh chị ở trong nước và ngoài nước vui một cái mùa xuân sắp tới. Mà trong khi đó là toàn quốc
thì đang hưởng một cái mùa xuân vui vẻ, thì trong khi đó thì ở nước ngoài anh em đang hướng về nước Việt Nam của mình, nhưng mà lại không có được may mắn là về để dự cái Tết ở địa phương, mà trong khi đó là Covid là quá nặng, mà ngay cả Việt Nam bây giờ cũng đang là rất kỹ trong cái vấn đề là cách ly rồi đó. Nhưng mà mình thấy là trên mạng thì như Hồ Gươm rồi đó thì vui chơi rất là dữ. Thì hôm nay Phong Bụi và Bùi Hồ gặp nhau tại cái quán cái shop nụ cười để làm cái chương trình gửi đến cho quý khán giả đã ủng hộ kênh của Phong Bụi và Bùi Hồ. Mà thứ nhất là đang làm từ thiện rất là mạnh luôn, tức là những cái lũ lụt rồi miền Trung rồi nói chung là đóng góp rất là nhiều. Thì tôi cũng xin chia sẻ với Phong Bụi và Bùi Hồ niềm vui đó, và rất là cảm ơn cái kênh của mình để giúp đỡ được những người nghèo và những bé như Khánh Hưng gặp khó khăn. Và cuối cùng thì xin chúc tất cả đều vui vẻ trong ngày Tết. Dạ. Và mạnh khỏe năm mới 2021. Cảm ơn chú. Thì tiếp theo đây ngồi phía bên tay phải của Bùi Hồ đó là ông Sáu Khánh Hưng. Nói ông Sáu thôi nhưng mà thật ra thì ông Sáu năm nay chỉ mới 40 mấy thôi. Vừa là ông, vừa là thầy, mà vừa là một người cha đã dìu dắt cho ba bé như thế này học. Thì chắc có lẽ là ông Sáu cũng có đôi lời được gửi đến kênh của Bùi Hồ cũng như là khán giả kênh của Phong Bụi. Thôi nhân dịp năm mới này tôi chúc bà con trong nước nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Và cũng cảm ơn anh Bùi Hồ và Phong Bụi có đến đây thăm ba bé. Xin hết. Con có nói gì không? Con là bé Khánh Hưng, biết là Khánh Hưng. Nhưng con là bé Khánh Hưng làm việc tại Tí Hơn. Chúc năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Rồi cảm ơn. Rồi tới Phương Tiền luôn đi. Con là bé Kim Tiền. Dạ. Con là bé Kim Tiền. Mấy tuổi rồi? Dạ hôm nay là con 7 tuổi. Chúc gì con? Sức khỏe là hả? Quý bà con nhiều sức khỏe. Quý bà con nhiều sức khỏe. Rồi đầy hạnh phúc. Cảm ơn con. Duyên luôn đi. Duyên. Con là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, là chị của Khánh Hưng. Con xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, năm mới vạn sự như ý. Rồi bây giờ tụi con đánh tặng mọi người thêm một bài nữa nha. Bye.
quá hay luôn. Cây chua ta. Thân lại con. Nhìn kia kìa. Nhìn đây nè, tặng quà gì hát luôn. Nhân dịp năm mới con là bé Thanh Vân. Con tặng Lý Khánh một bài Lưu Huế Hành Văn. Ba. Chúc mừng năm mới. Yeah.